cô Năm này nè, bà con gái hồi xưa đâu phải ở đây, là đâu phải có núi Sam anh. Dạ. Cái hòn Sam. Hòn Sam. Cái hòn và rồi trời xuôi đất khiến này sao mà nó khô. Dạ. Nó khô rồi nó mọc đá lên. À. Đó cây gần cổng thôi mà đâu có cái gì đâu. Rồi cái xây qua mới thấy là cái cổ á, mỗi một ngày á, cô đi nhặt củi về đổi gạo nuôi mẹ. À, nhiều năm rồi. Sau khi cô Năm ba lớn lên quá lớn đi. Dạ. Rồi mấy ông ngồi đi săn á. Dạ. Không có chịu nổi. Có đèo hãm cô Năm chết, chết nhưng mà cái linh hồn vẫn nhập lại xác lại nha. À. Có người mà chết cái là nhập lại được không? Không. Nhưng mà bá thằng nó mới nhập lại được. Nhiều người nó phải chết, nhiều người nó phải sống. Ê dạ. Bá thằng thánh mà. Cái đã nhập được xác lại. Cũng đi nhặt củi làng hoàng luôn. Đi nhặt củi. Cũng đi ra chợ đổi gạo. Ghê vậy. Và cũng nhiều năm rồi. Cũng nhiều năm bắt đầu bỏ mất kiếm một người thay thế thân. Bởi vì mẹ của cô Năm bị mù á. Rồi sao anh? Rồi bắt đầu cái nó quay lại. Bà mới nói kiếm một người thay thế thân là mỗi một ngày vậy là nó qua bữa cơm. Cơm cái chua các kho tổ vậy. Mình thử ra bây giờ mình mới có cơm mình chưa có tổng mình ăn rồi. Yeah. Rồi sau khi cái con Năm bỏ nó bà kiếm của bà nó được rồi. Bà này bà thấy tại sao mà thấy thoát ra tiếng nói thôi mà không thấy người. Yeah. Bà tức gì đó. Rồi sau khi bà có nói câu này, bà nói cái chuyện nào bà biết thì nên biết, bà không biết thì không biết. Nếu bà biết là bà chết. Còn cái bà này bà nói bà nghĩ rằng là cô Năm chỉ là người thường thôi. Dạ. Đâu có làm việc bà đâu. Bà mới dối tao phải chụp cái màn. Đi cô Năm nằm trong buồng đó. Dối tay chụp cái màn. Chụp lại mà không. Dối chụp cái nữa. Bà nói nè. Nếu mà chụp cái màn nữa là bà chết. Thì bà dối bà chụp cái màn nữa là cô Năm bắt bắt học máu tại chỗ hết chết. Dạ. Đó. Rồi những người mà đi chợ cho đốc nè. Bà dạ. Anh biết là bà hàng cá mà vừa gì. Dạ. Cái cô Năm bà quá và cô gái đi ra chợ đốc đi mua cá đi lại đi tranh cái bà hổng hào á nha. Dạ. Cái người nào không hổng là không ấy cái lại ngay đó. Cái cô Năm bà ngồi xuống cái dạo cá gì nè, nó lấy tao cái dạo nè, bà hỏi cá này mấy ký. Hồi xưa ông động cắt á anh. Dạ. Cái bà nói cá này động ký. Cái xe bà nói bây giờ 50 xu bán không. Đó là lậu cái bà nói cáo sạch liền. Nó nói cô đi chó sáng trai mới hạn chơi á. Rồi là để giá cô Năm mới dẫn đến cái hộp là kẹo ọc máu trong tao chết. Vậy em à, rồi đó đến sau là cô Năm có biến tới đâu là cái đó. Cô Năm có biến ra tới Châu Đốc thì tao Châu Đốc thời. Nó biến nhà vàng tình đi còn tao thời. Nhưng là cô Năm biến đâu là tao thời đó. Dạ. Rồi chào cả nhà. Hiện tại là Thi Lê đang có mặt tại mộ của cô Năm ở Châu Đốc nha cả nhà. Phần mộ cô Năm hiện tại là đang hiện hữu tại nơi đây luôn. Hải Long. Dạ. Đây là phần mộ của cô Năm nè cả nhà. Hôm nay con xin phép cô Năm thì con quay cái đoạn clip này nha cô. Lúc nghe không? Nghe chứ. Thank you.
cô cho con hỏi chút xíu chuyện cô. Con cũng người Sài Gòn xuống đây á, con không biết cái mộ cô Năm Châu Thành là cái sự việc như thế nào hả cô ha, mà hôm nay có ngôi mộ. Bà mất hồi 18 tuổi mà hồi chồng thực dân Pháp, bây giờ mình kêu mình gọi cho bằng bà chứ không phải bằng cô. Dạ. Nhưng mà cô mất còn con gái là cô Diễm Khánh, cô độ dân chúng. Dạ. Nha. Dạ. Với trị bệnh. Dạ. Dạ. Dạ con biết rồi, không con biết. Còn mộ cậu bé là sao không? Cậu bé là cháu cô Năm. Dạ. Là những phần mộ ở đây là của gia đình. Dạ. Dạ. Thì là nói tiếng cô chứ là chữ qua đời. Dạ. Ẩm thanh dân niên tỷ dậu. Dạ. Dạ. Ngọc Ẩm là bà mất là năm tỷ dậu. Là được bao nhiêu năm hả cô ha? Chữ qua đời thì 60 năm mà đáo lại một niên kỷ một lần. Dạ. Mà người tỷ dậu năm nay 53, 54 tuổi thôi mà 60 năm đáo lại một niên kỷ một lần đó. Dạ. 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 Con cảm ơn cô nha. Thỉnh thừa là uống. Dạ.